Hải Tú Manti hơn 50.000 thành viên chỉ sau một đêm. Giữa ồn ào tình cảm của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP, Hải Tú trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều group anti hot girl 23 tuổi thành lập vì nghi cô là người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm đừng ai nấy đi vì người thứ ba. Cụ thể, một số bạn bè đăng tải hình ảnh trong buổi tiệc cùng nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm kèm theo đó là lời động viên cô. Thậm chí, hot girl xoài non còn ẩn ý việc cặp đôi rạn nứt là vì sự xuất hiện của Trà Xanh, người thứ ba. Cùng thời điểm này, cộng đồng nhanh chóng nhận ra Thiều Bảo Trâm đã hủy theo dõi giọng ca em của ngày hôm qua trên mạng xã hội. Và ngay sau đó, cái tên Hải Tú được nhắc đến khi nhiều người đặt nghi vấn cô xen vào mối quan hệ của cặp đôi. Một bộ phận cư dân mạng không ngừng công kích trang cá nhân của gà cưng, Sơn Tùng MTP bằng những lời lẽ khá khó nghe dù hiện tại, người đẹp và giọng ca gốc Thái Bình vẫn giữ im lặng, chưa có phản hồi chính thức về vụ việc. Ngoài ra, nhiều nhóm anti Hải Tú với hàng chục ngàn thành viên được thành lập nhằm mục đích chỉ trích, ném đá nữ diễn viên sau khi Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm vướng nghi vấn chia tay. Hầu hết các bài viết đều xoay quanh chuyện đả kích nữ diễn viên. Họ đăng tải hình ảnh cô thân mật với giọng ca gốc Thái Bình và cho rằng chính nữ diễn viên là người xen vào mối quan hệ tình cảm của Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, có tài khoản còn đăng tải một số bức ảnh hở bạo được cho là của Hải Tú và kêu gọi mọi người báo cáo trang cá nhân của người đẹp sinh năm 1997. Đây được xem là một trong những sao Việt có nhiều group anti với lượng thành viên đông đảo trong showbiz hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, giữa ồn ào tình cảm, từ khóa Hải Tú và Trà Xanh đang được tìm kiếm với tốc độ chóng mặt trên Google. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực gà cưng, Sơn Tùng MTP. Họ cho rằng câu chuyện tình cảm của nam ca sĩ và Thiều Bảo Trâm chưa rõ thực hư thế nào nên việc anti Hải Tú là điều không nên làm. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích hot girl 23 tuổi vẫn chưa dừng lại. Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô được công chúng chú ý nhiều hơn khi trở thành nữ diễn viên độc quyền đầu tiên thuộc công ty của Sơn Tùng MTP. Kể từ khi trở thành gà cưng của giọng ca em của ngày hôm qua, cô xóa sạch các khoảnh khắc trước đó và chỉ để lại hình ảnh sau khi tham gia vào công ty. Trước khi vướng ồn ào là người thứ ba, Hải Tú cũng từng bị phản ứng vì thái độ ngôi sao. Cụ thể, khi xuất hiện trong một họp báo, hot girl sinh năm 1997 giữ gương mặt lạnh lùng, có phần thờ ơ với báo chí. Cô cũng không tỏ ra thân thiện và hiếm khi cười trong suốt quá trình dự sự kiện.